Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Điểm tin bóng đá, nơi cập nhật những diễn biến mới nhất về bóng đá Việt Nam mỗi ngày. Và ngay sau đây mời các bạn đến với bản tin chiều tối ngày hôm nay, 11 tháng 12. Các bạn thân mến, tiếp tục với phần điểm tin bóng đá chiều tối ngày hôm nay, mời các bạn đến với những tin tức chính sau đây. Kia tí nhắm thủ môn Thái Lan cho Hoàng Anh Gia Lai. Nhà báo Indonesia gây sốc bất ngờ tố huấn luyện viên Park Seo. Tuyển Việt Nam khiến Malaysia rối bời. Huấn luyện viên Indonesia tự tin tuyên bố Lào quá yếu, chúng tôi cầm chắc chiến thắng. Tuyển Việt Nam tiến lĩnh trưởng lại, thầy Park cần thêm một cú hích. Mời các bạn cùng đón nghe. Kia Tí nhắm thủ môn Thái Lan cho Hoàng Anh Lai. Các bạn thân mến, thủ môn Kawin Tham Sát nằm trong tầm ngắm của người thầy cũ ở Hoàng Anh Lai trong kế hoạch mua sắm ngoại binh châu Á dự AFC Champions League Cụ thể trang Thai đã đưa tin là huấn luyện viên Kia Sắc của câu lạc bộ Hoàng Gia Lai muốn kéo Win về thi đấu dưới trướng của mình ở câu lạc bộ. Thủ môn sinh năm 1990 không được chơi bóng nhiều khi sang Bỉ. Trong một cuộc phỏng vấn mới đây với tờ Football 108, huấn luyện viên trưởng câu lạc bộ Hoàng Gia Lai cho biết: "Tôi rất muốn cậu ấy sang Việt Nam thi đấu. Nếu tôi biết Hoàng Gia Lai có thể chơi ở AFC Champions League sớm hơn thì tôi sẽ đàm phán." Hoàng Gia Lai có suất ngoại binh châu Á nếu dự AFC Champions League, bất cứ cầu thủ nào cũng có cơ hội thể hiện. Tôi muốn ủng hộ họ làm điều đó, nhà cầm quân sinh năm 1993 nhấn mạnh. Kawin hiện đang thi đấu cho câu lạc bộ Oleven ở Bỉ từ đầu năm 2018 theo dạng cho mượn. Đến tháng 2 năm 2020, anh đến câu lạc bộ Kosovo Sapporo một năm vì không tìm được vị trí sau khi bình phục chấn thương. Hiện tại thì anh nằm trong danh sách đăng ký thi đấu ở AFC Cup 2021 cùng đội tuyển Thái Lan. Anh đang tập luyện cùng huấn luyện viên Alexandre Polking ở Singapore cho trận gặp Myanmar vào tối 11 tháng 12. Kia thì đánh giá cao cậu học trò cũ. Cao vẫn chơi cho tuyển Thái Lan và từng giành nhiều danh hiệu cùng tôi. Có một vấn đề là cậu ấy ít được thi đấu ở nước ngoài. Huấn luyện viên Hoàng Anh Lai bình luận. Khả năng Cao đến Hoàng Anh Lai ở đầu mùa giải tới có lẽ khó thành hiện thực. Dẫu vậy thì Di Cô Thái vẫn để ngỏ khả năng chiêu mộ thủ môn này. Hiện tại Hoàng Anh Lai có 3 thủ môn là Huỳnh Tuấn Linh, Trần Bửu Ngọc và Lê Văn Trường. Đội bóng phố núi vừa gia hạn 3 năm với Tuấn Linh. Cựu thuyền trưởng tuyển Thái Lan vẫn đang ở Bangkok và ông cùng hai cộng sự chưa thể sang Việt Nam do không có chuyến bay. Kế hoạch trở lại Hoàng Gia Lai đã bị trễ gần một tháng so với dự kiến. Huấn luyện viên Indonesia Shin Tae tự tin tuyên bố Lào quá yếu, chúng tôi sẽ cầm chắc chiến thắng. Huấn luyện viên Shin Tae của tuyển Indonesia mới đây đã tự tin phát biểu trước trận đấu với đội tuyển Lào ở vòng bảng áp cup Nói thật lòng ở bảng B, Lào là đội yếu nhất nên chúng tôi cầm chắc chiến thắng mà không gặp phải trở ngại nào. Tôi chỉ mong các cầu thủ ra sân và hãy tập trung đá đúng sức. Ông Shin Young đã chia sẻ ở buổi họp báo trưa ngày 11 tháng 12, một ngày trước trận Indonesia đối với Lào. Ông Shin Young lập luận rằng là tuyển Lào yếu vì mới trải qua hai trận thua liên tiếp và không ghi nổi bàn thắng danh dự nào trước Việt Nam và Malaysia. Cựu huấn luyện viên của tuyển Hàn Quốc ở World Cup 2018 cho rằng là một chiến thắng trước Lào sẽ tăng thêm cơ hội để cho đội tuyển của ông có vé vào bán kết áp Cup năm nay. Tuyển Indonesia có 3 điểm đầu tay trước Campuchia ngày 9 tháng 12 và tạm đứng nhì bảng B. Tuy nhiên thì đây là chiến thắng chưa trọn vẹn khi Indonesia để thủng lưới hai bàn. Theo ông Siedeng thì trước đối thủ Lào đội bóng của ông cần chơi tập trung. Bên cạnh đó, chiến lược gia người Hàn Quốc cũng xoay tua đội hình để giữ sức cho các trụ cột trước trận gặp tuyển Việt Nam sau đó. Việc chơi chủ quan và để thủng lưới hai bàn ở trận trước như tôi đã nói chuyện với các cầu thủ và yêu cầu họ chơi tập trung hơn. Tôi rất khắt khe chuyện bị để thua ở những bàn không đáng có. Hy vọng là trước Lào các cầu thủ của tôi tránh được sai lầm và tận hưởng chiến thắng. Thống kê thành tích đối đầu đang ủng hộ tuyển Indonesia. Trong 10 lần gặp nhau trước đó với Lào, Indonesia thắng 9 và hòa 1. Tại AF Cup năm nay thì Lào cho thấy một chút tiến bộ với sự xuất hiện của 4 cầu thủ thi đấu ở nước ngoài, bao gồm Lào Kiều gốc Pháp là Billy Kekel, Billy Kekel được nhận định là niềm hy vọng lớn nhất của đội tuyển Lào vào lúc này khi có những cú sút nguy hiểm trước Việt Nam và Malaysia ở hai trận đấu trước. Nhà báo Indonesia bất ngờ tố huấn luyện Park Hang-seo. Các bạn thân mến, như kế hoạch ban đầu thì ông Park seo dự khán trận Malaysia gặp Lào. Tuy nhiên, chưa được ra Hàn Quốc lại bất ngờ quay xe xem trận Indonesia và Campuchia Thay vì tới sân Bisan để xem trận đấu giữa Malaysia và Lào, ông Park hang lại giao nhiệm vụ cho các trợ lý làm công việc do thám đối thủ, còn mình thì trực tiếp xem trận Indonesia gặp Campuchia và dĩ nhiên điều này không làm hài lòng giới mộ điệu Indonesia. Mới đây trên tờ Bola Indonesia đã cho đăng tải bài viết với tiêu đề Bắt quả tang, ông ta dùng các công cụ tinh vi để theo dõi các trận đấu của Indonesia. Tác giả Henry Wibobo của tờ Bola Indonesia viết Trận đấu giữa đội tuyển quốc gia Indonesia và Campuchia ở lượt trận thứ hai bảng B AFF Cup 2021 có sự tham dự của vị khách không mời. Huấn luyện viên Park Hang-seo của đội tuyển Việt Nam đã mang theo những thiết bị tiên tiến để phân tích trận đấu của Indonesia. Ngoài việc quay video trận đấu, đội ngũ dưới sự chỉ đạo của ông Park Hang-seo còn sử dụng những công cụ tối tân. Họ sử dụng một thiết bị đặc biệt để tạo báo cáo phân tích trực tiếp từ trận đấu. Thực chất thì thứ công nghệ tối tân mà ông Park Hang-seo sử dụng để theo dõi trận đấu giữa Indonesia gặp Campuchia chỉ đơn giản là phần mềm thống kê trực tiếp trên sân. Cụ thể là những con số thống kê chi tiết liên quan đến chuyên môn sẽ được cập nhật cực kỳ nhanh trong khi trận đấu đang diễn ra. Đội tuyển Việt Nam đang khiến cho Malaysia dối bời. Các bạn thân mến, ông Tan Chang Hoe có lẽ phải tiên trách kỷ trước khi đội tuyển Malaysia của ông lâm vào tình thế khó khăn như hiện nay. Họ đối diện với quá nhiều vấn đề trước trận so tài mang tính quyết định với đội tuyển Việt Nam vào tối ngày mai. Tuyển Việt Nam đã khiến cho ông Ta Tan Cha Hoe gặp rất nhiều áp lực, không đơn giản chỉ là khi Malaysia vắng hàng loạt cầu thủ quan trọng trước trận đấu thứ ba. Áp lực phải thắng đối thủ mà mình chỉ biết hòa và thua trong 4 năm qua là không dễ chịu một chút nào với ông Ta Tan Cha Hoe. Ông Ta Tan Cha Hoe thậm chí đã không ít lần bị các cổ động viên Malaysia đòi sa thải sau chuỗi ngày xếp dưới tuyển Việt Nam ở khu vực Đông Nam Á. Điều đáng nói là người Malaysia họ có thể vượt qua Thái Lan, gã khổng lồ ở Đông Nam Á nhưng không thể làm chuyện đó tương tự trước Việt Nam. Malaysia vốn rất mạnh dưới tay ông Tan Chang Hoe, họ đã tiến bộ. Tuy nhiên thì cái bóng quá lớn của ông Pahang đã khiến cho chiến lược gia Malaysia này không thể giúp cho đội nhà một lần lên đỉnh. Đến AFF Cup năm nay, Malaysia mang rất nhiều khát khao là phải xoán ngôi của thầy trò ông Pahang Đội bóng này thanh lọc lực lượng bằng cách đã trao cơ hội cho nhiều cầu thủ nội, thay vì tiếp tục dùng chính sách ngoại binh nhập tịch. Malaysia quyết tâm đến Singapore. Với chỉ cần 24 cầu thủ, một bất ngờ lớn khi ban tổ chức F Cup quyết định cho phép các đội dùng đến 30 người ở giải này. Ông Tan Trang Hoae chấp nhận chịu chơi, loại bỏ cả những cầu thủ có thể mắc bệnh ngôi sao như Sumare đến Singapore. Ông có cái lý của riêng mình, nhưng những gì hiện đang diễn ra ở Singapore khiến cho chiến lược gia này không khỏi lo âu. Hàng công của Malaysia đang bất ổn khi ông Tan Trang Hoae phải tìm người thay thế cho Akira Rashid. Tiền đạo cánh phải này đang có phong độ rất cao và chơi hay ở trận gặp Campuchia nhưng bị nhiễm Covid-19 và phải tự cách ly đến 10 ngày. Không có Rashid, ông Tan Trang Hue buộc phải dùng cái tên khác thay thế, nhưng ở trận gặp Lào, Arif Aiman đã không thể đáp ứng. Đầu tuyển Malaysia đang phụ thuộc quá nhiều vào tiền đạo Sabri Rashid, đường kim vừa phá lưới AFF Cup 2021 với 4 bàn thắng. Malaysia sau đó cuống cuồng phải xin ban tổ chức AFF Cup bổ sung cấp nhân sự nhằm tăng cường lực lượng sau khi có 4 đến 5 cầu thủ nhiễm bệnh vừa qua. Họ gây áp lực với ban tổ chức rằng là họ sẽ bỏ giải nếu không được đáp ứng yêu cầu. Ông Park Hang-seo thì như đã biết là đã tuyên bố phản bác đề nghị của phía Malaysia, trong khi đó tuyển Việt Nam của chúng ta thực sự là vẫn có đội hình mạnh nhất. Có thể Malaysia đang hứng chịu sức ép cực kỳ lớn trước màn đối đầu với tuyển Việt Nam. Tuyển Việt Nam tiến linh trưởng lại, thể Park cần một cú hích. Huấn luyện viên Park Hang-seo hẳn là không thể yên tâm trước trận Việt Nam gặp Malaysia khi chưa sút số 1 Tiến Linh bỗng dưng chững lại sau thời gian thăng hoa. Cho tới thời điểm vòng loại World Cup 2022 tạm dừng, Tiến Linh đang là chưa sút số 1 của ông Park Hang Sơ với 7 bàn thắng, có được sau 14 trận, đứng trong đội hình xuất phát của tuyển Việt Nam. Bởi phong độ ấn tượng, chưa sút đang khoác áo Bình Dương, được xếp vào nhóm các tiền đạo đáng xem nhất tại vòng loại World Cup, dù tiền Việt Nam gần như là không có cửa cạnh tranh vé đến Qatar vào cuối năm sau. Và tiền đạo số 1 đội tuyển Việt Nam cũng đã chứng minh những đánh giá dành cho anh không phải là quá với việc là ghi 2 trong số 3 bàn thắng mà đội nhà có được ở vòng sơ loại thứ ba World Cup 2022. Những gì thể hiện ở sân chơi châu lục với vòng loại World Cup, rõ ràng Tiến Linh là chân sút đáng xem nhất trong đội hình, đầy sức mạnh mà ông Park Hang-seo mang đến AFF Cup lần này. Thế nhưng chỉ sau 45 phút đầu tiên trước đội tuyển Lào, Tiến Linh đã khiến cho nhiều người thất vọng khi rời sân mà không thể ghi bàn vào lưới đội bóng yếu nhất ở bảng B. Có thể nghĩ rằng là thuyền trưởng Hàn Quốc rút Tiến Linh ra nghỉ sớm vì tính toán chiến thuật hay là 45 phút đầu tiên đứng trên sân chủ yếu để cho tiền đạo số 1 của đội tuyển Việt Nam làm nóng cho các trận tới tại áp cấp. Tuy nhiên thì nếu nhìn vào việc ông Park Hang-seo luôn phải rút chân sút số 1 của mình ra nghỉ trong 3 trận gần nhất thì dường như lại nằm ở câu chuyện là về phong độ hơn là những tính toán xa xôi. Tính cho đến trước trận đấu với Malaysia diễn ra, quãng thời gian mà tiền đạo chủ lực của đội tuyển Việt Nam tiệt ngoài thực tế là không nhiều như sự lo ngại khi chỉ rơi vào khoảng 160 phút. Nhưng cũng cần biết rằng ở cả 3 trận đấu trước Nhật Bản, ở Rập Suốt, Lào thì Tiến Linh đều ra sân từ đầu. Thế nhưng ở hai trận chân suốt này đều bị ông Park Hang rút ra khi hiệp 2 bắt đầu hoặc là quá ít. Có nghĩa là tiền đạo chủ lực của đội tuyển Việt Nam đang gặp vấn đề về phong độ hay ít nhất là thiếu đi sự bùng nổ nên rõ ràng buộc chiến lược gia người Hàn Quốc phải lo lắng cho chặng đường tới đây ở áp Cup. Khó mà không lo được bởi trong suốt chặng đường rất dài vừa qua thì ông Park Hang-seo gần như là chưa chuẩn bị tình huống tiến linh đánh rơi phong độ hay là được các đối thủ chăm sóc kỹ lưỡng khi những trung phong còn lại hiếm hoi lắm mới có cơ hội ra sân. Có thể tiến linh đang ẩn mình chờ tỏa sáng ở các trận đấu quan trọng nhưng thực sự là tuyển Việt Nam cùng với ông Park Hang-seo khó bảo vệ trước vô địch áp Cup nếu như trông chờ cả vào tiến linh. Các bạn thân mến, trên đây là những tin tức nóng nhất trong buổi tối ngày hôm nay 11 tháng 12 Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị và các bạn cũng đừng quên đăng ký kênh sau đó bật nút chuông thông báo để cập nhật những video mới nhất.